Rồi em sẽ đi vào chi tiết cụ thể căn nhà cho quý anh chị coi ha. Nhà này thì ở chính giữa có ngôi nhà này thì lát gạch đó quý anh chị, cửa cây ha, cái lát gạch thì ở phía trước gạch mình lát tới nóc la phong. Nhà có máy lạnh luôn nha quý anh chị. Gạch thì mình lát tới 1m6 nha quý anh chị. Ở đây mình có 3 phòng ngủ nha. Đây là nhà mình có 2 phòng nha quý anh chị. Có lối gì giờ vô nè, có phòng thứ nhất nè. 3 phòng nha quý anh chị. Phòng thứ nhất của mình ha, diện tích khá là rộng. Ở đây mình có máy lạnh nha quý chị. Rồi phòng thứ hai mình có cái máy lạnh luôn. Đây rất là rộng, phòng rất là rộng. Phòng cuối cùng mình có cái có toilet trong phòng luôn nha quý chị. Đây là phòng cuối cùng nè. Đó, có toilet trong phòng luôn. Rồi ở ngoài có toilet riêng. Đó, nhà này nở hậu nha quý chị. Nở hậu chữ ăn lời nhỏ thôi. Phúc đây là nở hậu nè. Đó. Đây mình cũng có cái khoảng trống nha quý anh chị. Đây cũng có khoảng trống cho không gian phía sau của mình nữa nè. Đó, đây thoát nước cho nhà mình nè. Có cái khu đất phía sau luôn, khu bụi mọc cây bụi chuối ha. Đây là lối đi chung giữa hai bên nhà. Ở phía trước mình có một cái sân rộng, cũng khá rộng ha quý anh chị. Rồi cái cổng nhà mình đây ha. Rồi phía trước mình là cái con đường đá ô tô tới ha quý anh chị. Rồi con kênh phía trước nữa là một cái con kênh gọi là kênh Thâm Thu. Cái hướng này, từ cái hướng này mình chạy lên là khoảng 200m quý anh chị, tới cái giao lộ là lộ nhựa. Đường này là đường bình phục nhất nha quý anh chị. Mình rẽ trái mình ra là ngã tư Giáp Hạt á. Rồi còn hả mình rẽ phải thì mình về bến phà Quân Long tầm khoảng 3-4 cây số. Đó. Đây khu dân cư hiện hữu rồi nha quý anh chị. Thì cái hướng ngược lại là mình đi khoảng 250m thì mình tới ngã ba Lộ Đình. Đó, mình rẽ phải là mình ra ngã ba Lộ Đình nha quý anh chị. Rẽ phải tầm khoảng 200m mình ra ngã ba Lộ Đình. Mình rẽ trái thì mình về Bình Phục Nhất, mình về Bình Hòa Long, Bình Nhì. Đó, khu dân cư ở đây rất là nhiều ha quý anh chị. Anh chị thấy đó, nhà cửa rất nhiều, rất đông xung quanh ở khu vực này. Đất của mình là hướng chánh bắc nha quý anh chị. Đó, mình có cái view kênh rất là mát mẻ nè. Đó. Ở đây quý anh chị về đây thì rất là yên tĩnh nha. Khu này thì xe chạy ít hơn so với khu bên kia. Khu kia là bờ bắc của kinh Thâm Thu. Đó. Thì giá cho khu này là 980 triệu nha quý anh chị.